thức mới. Xin chào các bạn, hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, Công Vinh một lần nữa đến phải cạn lời với bà xã Thủy Tiên khi đăng đàn trên trang cá nhân cho biết vợ một mực đòi nhanh đi khảo sát tại miền Tây dù đang bị ốm và phải truyền nước tại nhà. Không chỉ thế, Công Vinh còn đau đầu tiết lộ trước đó khi mới vừa cắt chỉ sau ca mổ răng khôn, Thủy Tiên cũng đã lập tức khởi hành tới miền Tây ngay trong ngày để đích thân đi khảo sát và lắp đặt máy lọc nước cho bà con. Sau đây, mời các bạn sẽ đến với nội dung chi tiết. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Công Vinh đã viết: bà mới mổ xong, sáng đi cắt chỉ, chiều đi khảo sát miền Tây. Tình hình nghe nói nắng muốn nhập viện, về bà ốm. Bà nói chuyển chai nước biển cho khỏe, để mai mốt đi khảo sát lắp máy lọc nước tiếp 2 ngày liên tục. Bà này tuổi trâu nên lì như trâu luôn. Hình ảnh Công Vinh chăm Thủy Tiên lúc ốm bệnh, ngay khi vừa đăng tải khiến đông đảo khán giả không khỏi cảm động. Hơn một thập kỷ gắn bó, nhưng Công Vinh và Thủy Tiên vẫn luôn là cặp vợ chồng thủy chung, đồng tâm, đồng lòng và đáng ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt. Đây không phải là lần đầu Thủy Tiên khiến Công Vinh phải đăng đàn vì giận tím người. Cách đây không lâu, cô từng làm ông xã phải hốt hoảng khi tự động đi nhổ răng khôn mà không để anh biết. Hôm qua, ngày 13 tháng 3, ngay khi biết được thông tin người dân miền Tây đang điêu đứng vì hạn hán và ngập mặt kéo dài, Thủy Tiên đã đóng góp nóng 50 triệu để mang nước sạch về cho bà con. Đáng chú ý là chỉ chưa tròn 24 giờ đăng tải lời kêu gọi ủng hộ trên fanpage với hơn 5 triệu người theo dõi, Thủy Tiên đã gây choáng khi tiết lộ đã nhận được 3,4 tỷ để giúp đỡ bà con. Hành động thiện nguyện xuất phát từ trái tim và cực giản dị của Thủy Tiên đã khiến không ít người dành hết lời khen ngợi. Tuy nhiên, vợ cầu thủ Công Vinh lại bất ngờ cảnh báo có kẻ giả mạo tài khoản của cô để lừa đảo, khiến nữ ca sĩ không khỏi bức xúc. Mới đây, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đăng tải hình ảnh, tin nhắn và tài khoản Zalo của kẻ giả mạo để cảnh báo với khán giả. Cảnh báo lừa đảo, Tiên không có xài Zalo ạ. Có một ai đó tạo tài khoản Zalo tên Thủy Tiên và xin số thẻ Visa để lấy thông tin hack tài khoản. Mọi người cảnh giác tuyệt đối, đừng bao giờ để lộ thông tin số thẻ Visa nha. Khi chụp màn hình tin nhắn mình che số tài khoản cá nhân lại càng tốt nhé. Hành động thiện nguyện xuất phát từ trái tim và cực giản dị của Thủy Tiên đã khiến không ít người dành hết lời khen ngợi. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là Tin Tức Mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!